Chào chú. Chú là kiến trúc sư phải không? Dạ, giờ con nhìn từ dáng đi, chú là giống kiến trúc này ha. Quá. Ủa, có đi vậy đó. Anh thường duy lúc nào cũng có nhiều chiêu trò làm cho người ta vui nha. Này, anh Hoàng Sơn nói chú đấy là một kiến trúc sư rất là giỏi ở đây, mà mọi người dí được theo, xong anh nói là nhìn cái dáng biết kiến trúc. Đây, ở đây thì anh Sơn nói là không có cần giữ xe hết, cứ để vậy thôi. Ảnh nói là chưa bao giờ mất. Dạ, ở đây an toàn. Rồi, và anh Sơn có giới thiệu là ở ngay đây thì có một cái tảng đá nổi. Bây giờ các anh em sẽ đi vô. Rất là nổi tiếng. Sao anh? Đá nổi là thiệt. Đá ở trong tờ giấc là ta để trong chùa. Dạ. Bây giờ mình vô mình coi. Dạ. Đi vô chùa luôn anh. Rồi, mình đi vô. Đây. Hello. Có cái kiến ở đây, Lý Hương đây quý vị ơi. Không biết nữa, em đâu biết đâu. Sinh tố chè. Mới ăn xong giờ không ăn nữa. Trời ơi, tôi không ăn nữa đâu. No lắm rồi. Mình qua đem chai nước. Hả? Mình qua đem chai nước. Nhà này thấy là cũng hơi cổ xưa đấy quý vị ơi. Bằng xi măng nè. Xi măng ngày xưa. Chắc là mở từ lúc 3 giờ bán hết ra thôi. Em cũng không biết. Ê, ở đây có cái tiệm sữa, sắc sữa đồng hồ. Chúng ta đang đi ở trên cồn, gọi là cồn Long Hữu. Dạ. Cô ăn nhãn hả? Tụi con đi coi cái hòn đá nổi nổi tiếng á. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Đồ này vui quá à. Đồ này vui. Ê, cái quán này ngày xưa quen quen nè, giống quán ngày xưa của mình. Không có nước suối à, có bánh không à. Và wow, bên đây là chuối. Dạ, cái chùa bên đây. Đây là mấy con gà đá hay là lu. Còn ở đây là nguyên cái chuối. Chuối này chuối xứ không? Đây, chùa. Chúng ta đang đi bên hông chùa. Đây, hòn đá nổi nè quý vị ơi. Đã nổi đấy. Không biết, chắc quay bình thường. Phía bên đây là bờ sông rồi ha. Quanh chùa này mọi người đang xây nhà. Yeah.
chùa này là xây dựng năm 1997. Rồi, những cái chữ này thì phải nhờ Lý Hiền mới đọc được thôi, Lý Hương không biết. Dạ. Đây. Cô bác xem. Đây là tảng đá nổi đây quý vị. Đây là cái đình. Chùa tên gì ạ? Chùa ông. Chùa ông ạ. Mọi người kêu chùa ông nè. Dạ. Đá này nổi trên mặt nước. À, đá nổi trên mặt. Cái tảng đá này nó nổi. À, nó nổi chứ tập vô đây mấy ta mới kêu lên nè, vô vô trong đây coi đình đó. Dạ, có người khiêng lên hả? À, mấy chục người, mười mấy người lên. Dạ. À, vô vô coi hình. Cái video trước bữa nó ra đặc biệt có quay cái cảnh đá mà tay dám lên. Con đá mà nổi lên nước rồi con. À, nổi nước. Năm năm năm. Năm. Đây là một cái gốc ở phía trước của đình ha. À, chùa, chùa ông. À, mọi người là khinh vô để thờ. À. Bởi vậy mới thiên anh. Sao đi, mọi người cũng hay sờ để cầu may mắn. Thank you.
mình tức là mình phải biết nó đang trôi ở đâu thì mình mới đón được ngay chỗ này chứ ạ. Nhưng mà mọi người phải có ai phát hiện cái chứ, đúng không? Dạ. Em nghĩ là phải phát hiện nó trôi rồi xong đón ở ngay đây chứ. Thì theo như Lý Hương phỏng vấn cái anh mà ở xóm thì anh nói là chùa là được nhập lên là lập lên đó là do là tượng của ông Quan Công trôi về đến đây và mọi người đã thỉnh về và lập lên chùa. Ở chùa thì có hai ngày là thường là ngày 13 tháng Giêng với lại tháng 5 thì có những cái lễ để cúng thôi. Như mọi người đang đợi phà. Đợi phà anh. Đây là tên phà gì? Phà Chợ Kinh. Ngày xưa là phà trên nước mặn đằng kia rồi có cầu rồi phà đem qua đây. Phà Chợ Kinh. À, bên kia là Cần Giuộc á. Cần Đước nè. Cần Đước. Cần Giuộc hướng bên hướng ngược lại. Còn đây là con sông gì anh? Cái này là kinh nước mặn. Kinh nước mặn. Đỏ bên kia. Còn đây là sông gì ta? Đổ ra sông Xoài Rạp ở Sài Gòn về đó. Đổ ra sông Xoài Rạp ở Sài Gòn về. Đúng rồi, sông Xoài Rạp kia. Sông này lên là Cần Giuộc nè. Ủa, đi qua bên kia là đâu? Qua đó là Cần Giuộc này. Cái này kêu bằng cái gì, cái xà lan? Mình về Sài Gòn, phải Cần Giuộc, phải đi Cần Đước đúng không? Đó, thì xong qua cái Cần Giuộc liền luôn. Phải chạy lên thị trấn Cần Đước. Đây. Hello Long An. Anh này anh chạy trước. Khi mà chưa có cầu thì phà với lại đò sẽ là phương tiện để mọi người đi sang bên kia xong rồi đi về. Thôi đi mua cơ tôm kìa. Không có đủ giờ. Anh đúng dương ham vui ha, đòi đi qua đò xong rồi đi ngược lại. Gì ông đi luôn hả? Anh ấy anh đang ham vui. Miền Tây sông nước, trời ơi sông nước không. Cái này là kênh thôi ha. Cái này là cái sông. Nói chung là do con người đào chứ không phải đào bằng tay. Kênh mà Pháp đào thì con em biết nhiều. Đúng rồi. Rồi chúng ta đi nha. Rồi đi. Rồi bây giờ Lý Hương sẽ tạm end video ở đây và hẹn gặp lại. Đây là ngôi chùa. Thỉnh cái gọi là tượng Phật Quan Công thờ lập lên chùa cũng như là cái hòn đá nổi vừa năm ngoái thôi, năm 2017. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.